rõ ràng sở hữu võ đạo nhưng lại không thể tu luyện và bị môn phái bỏ rơi, giao cho ma giáo. Để đổi lấy trăm năm phát triển của môn phái, nào ngờ ma giáo lại gieo mầm tình cảm cho anh, khiến anh trở thành kẻ mê đắm thánh nữ ma giáo. Nhưng dù vậy anh vẫn không yêu cô ta, mà tìm mọi cách trốn về môn phái. Ai ngờ đón chờ anh lại là sự khinh miệt của môn phái. Không những bị đuổi khỏi môn phái, còn bị vị hôn thê và tiểu sư đệ âm mưu giết hại, lấy linh cốt. Thánh nữ ma giáo biết chuyện liền giúp anh trả thù, thu hồn ngươi, đem về thiên hậu cung, rồi dùng huyết sát giới để tự sát. Khi mở mắt lần nữa, anh lại trở về căn phòng từng bị ma nữ giam cầm, nơi anh đã nhiều lần cố gắng trốn thoát. Nhưng căn phòng từng khiến anh ghê tởm và sợ hãi, giờ đây lại trở nên vô cùng ấm áp. Tiểu Mặc, lại trốn à? Hi hi, đúng là cô ấy. Thật sự là cô ấy. Tiểu Mặc, đệ thật không ngoan, ta đã cho phép người đi lại trong giáo mà. Mà đệ vẫn luôn nghĩ đến việc trốn đi, tuy yêu đệ như vậy mà đệ cứ tránh né tỉ. Nếu còn dám có lần sau, để đệ mãi bên cạnh ta, tỉ sẽ chặt đứt tứ chi của đệ. Đặt đệ vào bình hoa lớn bên cạnh giường ta. Như vậy đệ có thể mãi mãi ở bên ta rồi. Đây là ký ức, là hình phạt cho đệ lần này đấy. Lúc này Nghiên Tiểu Mặc không kìm được mà hét lớn, còn Mặc Vân lại rút ra một cây đinh hồn khác, định đâm vào cơ thể mình. Mặc Vân, đừng, Mặc Vân. Lúc này Nghiên Tiểu Mặc không kịp để ý đến cơn đau từ thích hồn đinh, vội vàng nắm lấy tay đối phương. Trước đây mỗi lần Nghiên Tiểu Mặc trốn đi bị bắt lại, Mặc Vân đều dùng thích hồn đinh để trừng phạt Nghiên Tiểu Mặc. Đồng thời cô ấy cũng đâm một viên thích hồn đinh vào mình, để cảm nhận nỗi đau của Nghiên Tiểu Mặc. Tiểu Mặc bất ngờ nắm lấy tay khiến Mặc Vân khựng lại. Mặc Vân rõ ràng có chút ngỡ ngàng, kể từ khi Tiểu Mặc đến ma giáo đã gần 30 năm. Đây là lần đầu tiên Nghiên Tiểu Mặc chủ động nắm tay mình. Chẳng lẽ đây lại là thủ đoạn mới Nghiên Tiểu Mặc nghĩ ra để trốn thoát? Mặc Vân, đừng vì đệ mà hành hạ mình nữa được không? Nghiên Tiểu Mặc nhìn Mặc Vân đang điên cuồng, mắt rưng rưng lệ. Trong ký ức của Nghiên Tiểu Mặc, Mặc Vân là một kẻ biến thái bệnh hoạn, không chỉ hành hạ Nghiên Tiểu Mặc mà còn tự hành hạ bản thân. Chỉ cần cô ấy dùng kỳ hình với Nghiên Tiểu Mặc, cô ấy cũng sẽ dùng lên chính mình. Lúc này Mặc Vân thấy Nghiên Tiểu Mặc khóe mắt rơi lệ, tưởng rằng cậu ấy đau vì thích hồn đinh phát tác. Tiểu Mặc, có phải rất đau không? Lúc này cô ấy dịu dàng nâng gương mặt Nghiên Tiểu Mặc, lau đi nước mắt cho cậu, rồi lại giơ tay phải lên, thích hồn đinh lại xuất hiện trong tay. Tiểu Mặc, đệ thật không ngoan, mỗi lần trốn đi đều khiến ta phải cùng đệ chịu phạt, nhưng đây là tự nguyện của ta. Mặc Vân, đệ phải làm sao tỉ mới không tự làm đau mình? Lúc này Mặc Vân rõ ràng cảm thấy hôm nay Nghiên Tiểu Mặc khác lạ. Trước đây không gọi mình là ma đầu thì cũng là yêu quái, chưa từng gọi tên mình. Nhưng hôm nay không chỉ gọi tên mình, còn chủ động nắm tay mình nữa. Trừ khi đệ hứa sẽ không trốn nữa, đệ chỉ cần ngoan ngoãn ở lại ma giáo, tỷ sẽ không phạt đệ. Tỷ muốn đệ yêu tỷ. Lúc này lời của Mặc Vân chưa nói hết, đã bị Nghiên Tiểu Mặc hôn lên môi. Mặc Vân, đệ xin lỗi, đệ sẽ không trốn nữa, không bao giờ trốn nữa. Lúc này Mặc Vân vẫn chưa hoàn hồn, lại bị Nghiên Tiểu Mặc hôn lần nữa. Dần dần ánh mắt cô ấy trở nên mơ màng. Mặc Vân đổi vai, đè Nghiên Tiểu Mặc xuống giường. Một tiếng rên khẽ vang lên, đêm đêm vang tiếng đàn ca. Căn phòng tràn ngập bầu không khí ám muội. Mặc Vân nằm trong lòng Nghiên Tiểu Mặc, ngủ say sưa. Nhìn gương mặt lạnh lùng kiểu diễm khiến người khác sợ hãi này, ánh mắt đầy vẻ ăn năn. Tiểu Mặc, đệ nhìn ta nhiều hơn một chút được không? Thực ra ta cũng rất đẹp mà. Những lời của Mặc Vân khi tự vấn vẫn vang vọng bên tai. Cô ấy khát khao được Tiểu Mặc yêu biết bao. Đáng tiếc là đời trước Tiểu Mặc không hiểu được tình cảm này, luôn phụ bạc tình cảm của tỷ ấy. Mà nghĩ đến kiếp trước, Tiểu Mặc đã cống hiến hết mình cho Thiên Huyền Tông, thậm chí còn làm con tin để đổi lấy hòa bình cho môn phái, cuối cùng lại bị phản bội và giết hại. Thù này nhất định phải báo. Tiểu Mặc, sao đệ không giết ta? Mặc Vân để có thể cảm nhận sâu sắc hơn nỗi đau của hình phạt với Nghiêm Tiểu Mặc. Mỗi lần ở riêng với Nghiêm Tiểu Mặc đều tự phong ấn tu 6, không hề đề phòng. Còn Nghiêm Tiểu Mặc không giết cô ấy thì cũng trốn đi. Mặc Vân, sau này đệ sẽ ngoan ngoãn nghe lời tỷ. Tập sau. Các người đều cho rằng Nghiêm Tiểu Mặc không xứng với ta, phải không?